Với chủ đề Triệu lời cảm ơn, niềm tin chiến thắng, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, tri ân đội ngũ tình nguyện viên đã gắn bó đồng hành hỗ trợ kịp thời từ y tế đến an sinh cho người dân. Các bạn tình nguyện viên gần như tham gia hầu hết tất cả mặt trận, từ công tác lấy mẫu, tách F0, truy vết F0, hỗ trợ các điểm tiêm. Đây cũng là một dịp để các bạn thể hiện được cái khả năng của tuổi trẻ mình, xông pha, xung kích và đi đầu. Chung tay cầu mong cho dịch sớm qua nhanh và sức khỏe của người dân là trên hết. Cảm thấy tự hào, cảm thấy may mắn là tới hiện tại thì cả mình và cả team đều an toàn. Tình nguyện viên tham gia chống dịch là hội viên thanh niên của quận, cùng với đó là các tình nguyện viên được thành đoàn thành phố điều động. Bằng sức trẻ, họ đã góp phần cùng chính quyền quận Tân Bình cũng như thành phố Hồ Chí Minh sớm thực hiện những mục tiêu khống chế dịch bệnh để trở lại nhịp sống bình thường mới. Tất cả thành phần từ học sinh, sinh viên, các bạn có việc làm, doanh nghiệp, doanh nhân, những tầng lớp là tầng lớp tri thức nữa, các bạn cũng sẵn sàng tham gia để phòng chống dịch. Tại lúc đó là bản thân mình cảm thấy là tinh thần yêu nước lên cao nhất nên các bạn sẵn sàng chấn thân. Buổi lễ tri ân đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho gần 100 tình nguyện viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch, các gương thanh niên tiêu biểu khác nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam